Chào mọi người, một ngày mới nữa an lành hạnh phúc. Bếp chai kỳ duyên của mình ngày hôm nay là một ngày mới nữa. Những cái món ăn chay của chúng ta mỗi ngày trong gia đình thì rất là đơn giản. Từ rau củ quả, mọi thứ mình sẽ cố chế biến ra được nhiều món ăn. Thì ngày hôm nay là chỉ có một trái đu đủ thôi, nó là đu đủ mỏi dịch của vườn nhà của mình. Mình hái trái đu đủ vô thì nó mỏi dịch và nó chín như thế này nè mọi người, mà nó rất là giòn. Thì bây giờ cái trái đu đủ ngày hôm nay á, thì chúng ta sẽ chế được 3 món. Một là mình sẽ nấu canh, và hai là mình sẽ làm gỏi, và thứ ba là mình sẽ làm nem chay từ trái đu đủ này. Thì đây là trái đu đủ mình sẽ bào ra để mình làm gỏi nha. Khi mình bào nửa một phần vô. Ở trong cái đu đủ bào này thì mình sẽ lấy ra một ít để mình làm nem, và còn lại thì mình sẽ làm gỏi. Rồi một phần thì mình sẽ lấy ở ngoài cái bìa da của nó để mình nấu canh, cho nên chỉ là một trái đu đủ thôi thì chúng ta sẽ có rất là nhiều món ăn khác nha. Giờ đây là đu đủ mình đã bào, giờ mình sẽ lấy cái bìa da ở ngoài để mà mình làm nem nha. Thì làm nem là cách nó cũng đơn giản. Mình sẽ bắt một nồi nước sôi lên. Mình sẽ bắt một nồi nước sôi lên và đu đủ mình sẽ cắt miếng như thế này. Mình hấp. Cái nồi nước sôi mình sẽ để miếng dĩ vô, và cái này là mình hấp nha các bạn. Mình lót miếng lá chuối vô để mình hấp. Mình hấp ở trên lửa, mình hấp cho đu đủ nó chín. Cái món nem chay của mình ngày hôm nay là đu đủ và hem. Mình sẽ trộn cái này là chả nấm bào ngư, mình sẽ cùng hấp chung. Mình hấp cho mọi thứ nó mềm, đậy nắp lên nha. Nước nó sôi lên rồi mình đậy nắp lại. Thì đây là đu đủ, còn lại mình sẽ nấu canh nha. Chỉ là một trái đu đủ thôi mà mình có rất là nhiều món ăn, và ở trong cùng cái ruột của đu đủ thì chúng ta sẽ ăn sống. Cái này mình sẽ nấu canh. Nấu canh mình xắt hơi mỏng một chút. Nấu canh với đậu hũ luộc. Đậu hũ tươi. Đậu hũ tươi mình luộc. Mình luộc cho nó có tàn nhà tàn ong xong rồi mình sẽ nấu canh với đu đủ, là một món ăn chay rất là ngon, đầy đủ bổ dưỡng và cũng rất là ngon, cũng tuyệt vời, không có thua gì món thịt hay là ở trong cùng của miếng đu đủ thì mình sẽ ăn sống. Mình sẽ lấy thêm một ít nữa hấp để làm nem, tại vì mình làm nem nhiều mình để tủ lạnh mình cũng sẽ ăn lâu được. Rồi đây là đu đủ mình ăn cái ruột ở trong, mình ăn sống, nó giòn và ngọt và rất là nhiều dinh dưỡng từ đu đủ. Rồi và đây là những miếng đu đủ mình sẽ nấu canh.
mình nấu tô canh hai người ăn nha. Sắc kiểu nào cũng được, tùy thích thôi. Không có dày quá, tại vì thường sắt dày thì người ta hầm thịt hay là hầm cái gì đó. Nhưng mà cái này mình chỉ là nấu canh với đậu hũ tươi thôi, cho nên mình sắt mỏng thôi. Nước vừa sôi lên mình thả vô là được. Rồi, đây là đu đủ, su đủ mình chuẩn bị để nấu canh. Còn đây là su đủ bào, mình chuẩn bị để làm gỏi. Mình sẽ dắt bớt nước ra nha. Gỏi thì mình trộn gia vị vô nó sẽ ra nước, cho nên vì vậy mà mình sẽ dắt bớt nước ra. Cho cái đu đủ mình nó ráo nước thì mình trộn gỏi thì nó rất là ở trong cái lằm nem này mình sẽ chừa lại một ít đậu hũ đu đủ bào nha, vì khi mình chừa đu đủ bào sống này luôn. Một hồi cách mình làm mình sẽ hướng dẫn. Mình chừa đu đủ bào lại, mình chỉ làm gỏi khoảng một dĩa gỏi nhỏ nhỏ gọn thôi. Mình sẽ chia ra hai phần, đây là phần mình làm gỏi và đây là phần mình chừa để làm nem. Mình sẽ cắt cho nó gọn ra. Thì cái phần này là cái phần mình trộn đựng cho nó giòn, nem của mình, vì vậy mà mình không có cần xào chín cái phần này, chỉ trộn nó vô thôi. Rồi xong, tỏi là mình chuẩn bị để mình xào anh em, mình xào đu đủ làm nem nha. Khâu mình chuẩn bị gia vị với nó. Bầm nhuyễn ra một chút. Tỏi mình bầm hơi nhuyễn một chút. Mình thăm coi đu đủ nó chín rồi, mình cho đu đủ nó chín mềm một chút nha, còn mình khi mình đâm nó ra dễ hơn, mình cho nó chín thêm một chút nữa, nó thật là chín càng tốt. Đây là tiêu hạt, mình sẽ đâm tiêu
Tiêu của mình mua về mình đâm nó rất là thơm. Ở trong cái món nem phải có tiêu, tiêu nhiều nó mới thơm, nó mới ngon nem nha. Tiêu này mình đã rang, mình rang cho nó giòn lên rồi mình đâm rất là dễ. Tiêu rang xong rồi mình dễ đâm lắm, nó rất là giòn. Mình đâm rất là ngon. Mình đổ vô nhiều mình sợ nó đổ thì mình đâm cho nó an toàn rồi mình sẽ đâm từ mình cho vô ít như vậy mình đâm cho nó nhiều rồi mình cho nữa như vậy thì nó sẽ dễ nhừ mau hơn nhanh hơn. Rồi mình tắt bếp nha. Đũa cũng đã chín rồi. Chín càng càng dịu càng tốt. Thì khi đu đủ mình hấp ở trong đu đủ nó có nước, mình sẽ đâm nó ra, mình đâm cho nó nhừ ra. Mình đâm nó nhừ ra rồi mình sẽ xào lại nữa. Xào cho nó ráo lại. Ở đây nó đọng nước xuống cũng dưới đây là mình lót cái dĩa rồi nha mọi người. Lót cái dĩa để mà mình hấp ra nè.
mình sẽ đâm ba cái nấm bào ngư này chung nha. Mình sẽ xào chung với nhau. Ở trong cái nấm bào ngư này nó cũng có cái hương vị rất là ngon. Cho nên mình sẽ xào chung với nhau luôn. Nó có hơi dai một chút. Mình đâm nó còn nóng thì nó dễ tan ra hơn. Đủ nó cũng mềm lắm, mình bóp bằng tay nó cũng nhừ nữa. Nhưng mà ở trong cái nấm bào ngư này nó hơi dai, cho nên mình phải đâm bằng cái chài đâm mới nó mới nhừ nổi. Bởi vì ăn chay thì mình cố gắng chế biến những cái món mới lạ miệng để mà ăn nha. Thì nem này thì mình cũng là có coi ở trên mạng người ta làm, nhưng mà mình sẽ làm theo cái sáng kiến của mình nữa. Mình thêm vô nha các bạn, mình thêm ý kiến riêng của mình, chứ mình không có làm hoàn toàn giống như mình thấy là người ta làm. Thì khi mà thức ăn mình chế biến thì sẽ theo sáng kiến thêm của mình, rồi sở thích nữa. Mặc dù là người ta hướng dẫn như vậy, nhưng mà có thể mình thích cái gì đó mình sẽ biến đổi nó cũng được, chứ không có nhất thiết là mình phải làm giống như vậy. Mình chỉ coi sơ lược cách thức của họ thôi. Rồi khi đu đủ với chả nấm bào ngư mình đã làm cho nó nhuyễn nhừ ra rồi, bây giờ mình sẽ bật cái chảo lên. Chảo bắt lên mình sẽ cho vô dầu, một ít dầu ăn. Chảo dầu lên, mình để dầu với tỏi vô mình khử. Đây là tỏi mình đã băm sẵn. Đây là khâu mình thử, mình xào lên để cho xù đủ của mình nó ráo lại nha. Nó dẹp, nó ráo lên, nó dẻo lại. Mình không cần xào tỏi cho nó quá vàng, mình chỉ làm cho nó vừa thơm lên thôi. Bởi vì trong nem này tỏi nó vừa thơm chín lên thì nó sẽ còn giữ cái hương vị thơm của tỏi. Rồi được rồi. Rồi mình nêm nếm nha, mình sẽ cho một muỗng cà phê hạt nêm nấm. Ở đây đặc biệt nêm là mình không có nêm đường nha mọi người, mình chỉ nêm một chút hạt nêm và một muỗng nhỏ bột ngọt. Ở trong nêm mình không có để đường, bởi vì khi su đủ nó có cái chất ngọt của su đủ rồi, cho nên không cần thiết phải để đường. Mình để đường thì nem nó sẽ không có hương vị đậm đà.
Rồi, và cuối cùng thì mình sẽ để lửa rất là nhỏ nha. Mình dặn lửa bớt lại. Bởi vì khi mình muốn cho nó ráo nước thì mình sẽ để lửa nhỏ riu riu thôi. Để cho nó từ từ nữa, nước nó bốc thôi. Mình mất khoảng 20 phút. 20 phút trong lửa nhỏ thì sẽ được. Giờ đây là đu đủ bào. Mình đã dắt thật là khô nước. Xong mình sẽ cho nó vô luôn. Rồi mình chỉ xào để mình trộn lên cho nó đều thôi. Rồi thì bây giờ mình sẽ cho khoảng một muỗng hạnh và tiêu. Tiêu hơi nhiều một chút. Trộn cho đều. Rồi để cho nguội mình hả dắt làm lên cục nhỏ nhỏ gọn. Rồi, vậy là đây là món canh mình nấu từ su đủ. Ngày hôm nay thì món canh su đủ mình sẽ nấu cùng với đậu hũ mình luộc. Mình đã luộc sẵn đậu hũ rồi. Thì bây giờ mình cho vô trong cái nồi nước trước. Bởi vì đậu hũ khi mà mình luộc lâu một chút cũng không sao. Nó càng dai nó càng ngon nha. Cho nên mình có thể để vô trước. Tiếp tục mình sẽ nêm nếm. Thì ở đây mình cũng sẽ nêm khoảng một muỗng cà phê hạt nêm, một muỗng bột ngọt, một ít muối bột thôi. Rồi mình đợi nồi nước cho nó sôi lên, mình phải để đậu đủ vô nha. Đây là tô đu đủ mình đã sơ chế, mình đã gọt sẵn. Mình cắt nó cũng vừa mỏng miếng ăn chứ không có quá dày. Dắt cho nó mạnh mạnh cho nó dẻ. Mình sẽ làm cái cục nem cho nó vừa miếng ăn.
Khi mình vắt xong rồi mình sẽ để vô trong tủ đông cho nó cứng lại. Này mình xào nó đã dẻo, nó đã dính lại rồi. Nhưng mà mình muốn cho nó cứng, nó mau á, thì mình sẽ để vô tủ đông. Mình để nguội rồi cái mình bỏ vô tủ đông. Rồi mình muốn ăn thì mình lấy từ từ ra, mình dồn bánh mì. Hay hoặc là mình ăn bún. Thì đây là cái món nem chay, mình có thể ăn chơi cũng được, cũng ngon. Thế này là mình sẽ làm giống miếng nem, nhưng mà ở đây mình không có lá tầm dục. Mình có lá tầm dục thì mình cũng sẽ để lên, nó cũng sẽ ngon như vậy đó. Mình nén nó lại đi cho nó cứng, dẻ. Cảm giác nó cũng dễ dính. Như vậy mình để vô tủ lạnh nó sẽ mau cứng. Mình dắt nó lại, nó dính lại, nó dai. Thì nó là đồ chay, mình lấy đồ chay mình làm lại với đu đủ thì giống như người ta cũng bằm thịt với đu đủ thì người ta làm nem chay gì đó mọi người. Mà ở đây mình để chả nấm bào ngư, viên nhỏ thì mình ăn chơi, còn viên to thì mình để mình đi dồn bánh mì. Làm ăn không có quan trọng là nó to hay nhỏ, sao cũng được. Rồi như vậy là cái nem của mình đã hoàn tất xong. Thì khi mình làm viên là như vậy thì mình sẽ để vô tủ đông nha mọi người. Nhìn cũng rất là ngon, hấp dẫn. Để tủ đông lại nó sẽ cứng lại. Và lúc đó thì mình sẽ thưởng thức. Mời mọi người cùng làm theo hướng dẫn của mình nha. Chúc mọi người một ngày mới an lành, hạnh phúc, hòa bình thế giới, chúng sanh an lạc, dịch bệnh qua đi. A Di Đà Phật. Rồi nước đã sôi thì mình cho đu đủ vào. Đu đủ này mình sẽ để vào xong thì mình sẽ cho nó sôi lại một dạo nữa. Sôi thêm một dạo nữa thì mình sẽ tắt bếp. Bởi vì nó rất là nhanh chín.
Rồi, canh đu đủ của mình nó đã sôi lên. Mình sẽ cho hành và ngò rí vô. Đây là khâu cuối cùng. Món canh đu đủ này nó rất là đơn giản nhưng mà rất là đầy đủ dinh dưỡng cho những người ăn chay luôn. Mình nấu với đậu hũ tươi luộc. Nhìn thấy rất là ngon và hấp dẫn nha mọi người. Rất là tuyệt vời. Rồi mình tắt bếp nha. Mình sẽ cho ra tô. Ồ, quá vừa ăn luôn. Rất là ngon. Nhìn một tô canh đu đủ chay rất là hấp dẫn. À, đu đủ thì người ăn mặn người ta hay để lấy để mà hầm với thịt heo, giò heo hầm đu đủ. Nhưng mà ngày hôm nay thì đu đủ với bếp chay kỳ duyên mình thì sẽ nấu một tô canh đu đủ chay rất là tuyệt vời. Ngon và đầy đủ dinh dưỡng. Rất là tuyệt. Mình sẽ cho một chút tiêu vào nữa. Rồi, rất là hấp dẫn. À, mời mọi người cùng thưởng thức nha. À, một tô canh đu đủ chay nấu với đậu hũ luộc tươi. Rất là ngon và hấp dẫn. À, chúc mọi người ngon miệng. Một ngày mới an lành, hạnh phúc. Tai qua nạn khỏi, nghiệp chướng tiêu trừ. Nguyện hòa bình thế giới, chúng sanh an lạc, dịch bệnh qua đi. Nam mô Tây Phương Cực Lạc thế tới giới đại từ đại bi cứu độ chúng sanh. A Di Đà Phật. Rồi, nem của mình sẽ để vô tủ đông nha các bạn. Mình sẽ để vô trong một cái bọc ni lông. Để nó không có mùi ra ngoài cái tủ lạnh thì mình sẽ để vô cái bọc. Cho nó vào một cái ngăn đá trong tủ lạnh và để khoảng 2 ngày hoặc 3 ngày thì mình sẽ dùng được. Rồi xong, đóng nắp lại. Rồi như vậy là trái đu đủ của mình ngày hôm nay là mình đã làm 3 món ở trong cái video này cho mọi người thấy rồi đó. Món thứ nhất là mình đã làm nem và món thứ nhì mình làm canh và đây là một dĩa gỏi đu đủ. Mình trộn với lại một ít nước hạnh, hạt nêm, rồi chả, đậu hũ. Rồi xong. Thì trái đu đủ ngày hôm nay của mình là 3 món, 3 trong 1. Một trái đu đủ làm được 3 món. Thế nào mọi người? Mình ăn chay mà. Thì mình sẽ biến tấu cái món ăn của mình cho nó đa dạng. Nó trở thành phong phú hơn. Không có phức tạp gì hết, rất là dễ làm nhưng mà vừa ngon vừa lại đầy đủ dinh dưỡng cho người ăn chay chúng ta. Mọi người hãy cùng mình làm nha. Chúc mọi người thành công, vui vẻ, hạnh phúc, thân tâm an lạc. A Di Đà Phật. Nem mình đã hoàn thành để trong tủ lạnh 3 ngày. Hôm nay mình lấy rã đông. Như vậy thì cái miếng nem của mình nó rất là dẻ. Mình có lá thần dục, mình ăn rất là ngon. Vậy ở trong đây nem chay của mình đu đủ với lại nấm bào ngư. Người ta làm, người ta bán, người ta không có để nấm bào ngư đâu. Nhưng mà cái này mình làm ăn nha. Cho nên gia vị của mình nó đậm đà hơn.
Rồi, đây là mình đã hoàn thành món nem chay. Mời mọi người cùng thưởng thức nha. Rất là ngon.